Kính chào quý vị và các bạn. Trong video này, kênh Học của Tứ Online sẽ gửi tới các bạn hai ván cờ hay và đỉnh cao của ngoại tinh lê khách Vương Thiết và danh thủ Lại Lý Huynh đánh trong giải cờ tướng ra các bên tái mùa giải năm 2023. Trong ván cờ đầu tiên, xin cảm ơn các bạn cùng đón xem trận đại chiến bên đỏ đi tiên là Vương Thiết, cao thủ số 1 trên bảng phong thần, và người cờ bên đen là danh thủ Vương Khuếch.吃。 吃。 吃。
吃。 吃。 吃。 吃。 吃。 吃。 将军。 吃。 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 将军。 将军。 Tớ hình cờ trên sau vấn cờ cho bình xe bắt tượng đến từ bên đỏ của ngoại ti liên khách Vương Thuyết thì bên đen phải buông cờ xin thua. Sau đây xin cảm ơn các bạn đón xem vấn cờ thứ 2, trận so tài bên đỏ đi tiên là danh thủ Lại Lý Huynh. Người cầm bên đen là danh thủ Vương Hạo, kính mời các bạn đón xem.
吃。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 
吃。 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 将军。 吃。 吃。 将军。 吃。 将军。
将军。将军。将军。将军。Tới hình cờ trên, sau phấn cờ cho C7-6 đến từ bên đỏ của anh Huynh thì bên đen đã phải buông cờ xin thua trên đường công có mạnh đến từ Nam Phương Công Tử. Như vậy kênh học của tướng online vừa gửi tới các bạn hai ván đấu trên hai ván cờ hay đỉnh cao của Vương Thiết và Lại Lý Huynh đánh trong giải cờ tướng sắp cấp bên tái năm 2023. Kính chào và hẹn gặp lại.